Sinh ra trong một gia đình nghèo khó tại Bắc Ninh, hàng ngày phải chứng kiến cha mẹ làm việc vất vả để lo từng miếng ăn, giấc ngủ cho ba chị em đã khiến cô thiếu nữ nhỏ nhắn ấy càng có thêm động lực để vươn lên trước mọi sóng gió trong cuộc sống. Năm 2015, người ta biết đến Nguyễn Thị Thành thông qua cuộc thi Hoa hậu Hoàng Vũ 2015. Đây cũng là bước ngoặt đầu tiên đánh dấu sự thay đổi cuộc đời của cô sinh viên nghèo trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Xuất hiện tại cuộc thi, cô đã gây ấn tượng bởi nhan sắc mặn mà cùng số đo 3 vòng chuẩn như người mẫu. Cô được đánh giá là một trong những ứng viên nổi bật thu hút được sự chú ý của công chúng. Tuy tại cuộc thi Hoa hậu Hoàng Vũ 2015, Nguyễn Thị Thành không gặt hái được thành tích nào nhưng đã nhận được nhiều thiện cảm của khán giả. Câu chuyện là thí sinh nghèo vượt khó mang 3 chiếc váy dự thi của Nguyễn Thị Thành đã khiến nhiều người cảm động. Không dừng lại ở đó, cô còn góp mặt liên tiếp trong các cuộc thi nhan sắc lớn trong những năm tiếp theo. Nhưng cũng chính trong giai đoạn này, cô gái nghị lực ấy lại vấp phải những scandal không mong muốn, khiến cô phải lao đao trong sự nghiệp. Trải qua nhiều khó khăn là thế, nhưng Nguyễn Thị Thành vẫn kiên cường vượt qua tất cả. Và hiện tại, người ta vẫn thấy một Nguyễn Thị Thành tự tin và đầy thần thái trên sàn catwalk. Xin chào tất cả quý vị khán giả đã đến với buổi talk show ngày hôm nay. Thành đã rất là sẵn sàng để chia sẻ những cái câu chuyện của mình, cho dù là cũ hay là mới, đến với tất cả các quý vị khán giả. Và mong rằng tất cả các quý vị khán giả sau cái chương trình ngày hôm nay sẽ hiểu về Thành hơn và có thể là sẽ tiếp tục yêu mến, tiếp tục ủng hộ Thành. Thật ra là hồi đó Thành cũng không biết lý do tại sao và Thành cũng không có một cái động lực nào cả để Thành tham gia cái cuộc thi đó. Chỉ là vì mình nghĩ là mình nên thử xem là mình có duyên với cái nghề đó hay không. Và Thành quyết định là nộp đơn dự thi. Và hồi đó thì tất cả mọi người đều biết đến Thành là với cái câu chuyện đó là Thành chỉ mang 3 chiếc đầm đi thi. Thì hồi đó, đó là một cái sự chuẩn bị gọi là thật ra thì nó không phải là một sự chuẩn bị nào cả, vì Thành còn thậm chí còn không biết là đi thi hoa hậu nó sẽ cần nhiều cái bộ trang phục như thế, cho nên là Thành chỉ mang tất cả những gì Thành có và được một số anh chị hỗ trợ có thêm 3 bộ trang phục thôi. Thì thật ra là 3 bộ váy, còn ngoài ra thì Thành có mặc những cái bộ trang phục thường ngày của mình trong cuộc thi. Qua cuộc thi mà Thành đã tham gia cũng đã cho Thành rất là nhiều những cái cơ hội, rất là nhiều những cái môi trường làm việc khác nhau để Thành có thể được tiếp xúc với nhiều người khác nhau và được gặp những người mà Thành yêu mến, những người mà Thành thần tượng, và Thành cũng được mở rộng cái kiến thức của mình, cũng như là quan trọng hơn đó chính là bản thân Thành trở nên tự tin hơn và Thành có những cái kinh nghiệm sống cho riêng mình. Đó là cái khoảng thời gian vô cùng khó khăn đối với một cô gái vừa mới tròn 20 tuổi thôi. Thì khoảng thời gian đó Thành rất là stress và Thành cũng rất là buồn. Nhưng mà cái động lực mà khiến Thành vượt qua tất cả những cái khó khăn đó, cũng như là tất cả những cái scandal mà mình gặp phải, đó chính là cái sự ủng hộ của tất cả các quý vị khán giả đã luôn yêu thương và luôn theo dõi Thành. Và thông qua đó thì Thành đã cảm thấy bản thân mình là mình phải làm một cái điều gì đó để những người yêu mến mình, những người đã luôn theo dõi và ủng hộ cho mình, họ không bị họ sẽ tự hào về mình và họ không cảm thấy là mình đã ủng hộ sai người hay là mình đã tin tưởng, mình đã yêu thương sai người. Nên là Thành đã đứng dậy và Thành chứng minh cho tất cả mọi người thấy là Thành là một cô gái mạnh mẽ và Thành có thể đối diện và chấp nhận tất cả những cái rủi ro đến với mình. Ở cái thời điểm mà Thành vừa mới bị tước danh hiệu thì thời điểm đó thì Thành cảm thấy là cuộc sống xung quanh mình chỉ toàn là màu đen thôi và rất là nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu Thành là tại sao lại người đó lại là mình, tại sao những cái sự rủi ro, những cái sự đen đủi đó lại rơi vào mình. Thì rất nhiều câu hỏi trong đầu Thành tại thời điểm đó. Nhưng mà Thành cũng rất là may mắn khi mà Thành đã sinh ra trong một gia đình rất là hạnh phúc, với ba mẹ Thành thì rất là yêu thương và luôn quan tâm cũng như là ủng hộ Thành trong tất cả những cái sự kiện, trong tất cả những cái bước ngoặt mà Thành tự quyết định cho mình, thì ba mẹ luôn là người đứng sau và động viên cũng như là quan tâm đến Thành. Hiện tại thì Thành vẫn đang là sinh viên năm 3 và
đối với những cái kế hoạch trong tương lai của mình, thứ nhất là về việc học, về con đường học tập thì Thành sẽ, sau khi mà Thành tốt nghiệp thì Thành sẽ học cao hơn, Thành sẽ học lên thạc sĩ, và sau khi mà Thành lấy được bằng thạc sĩ rồi thì có thể là Thành sẽ có cái con đường kinh doanh cho riêng mình, hoặc là Thành sẽ tham gia vào làm việc cho một số các công ty nước ngoài, tại vì thật sự là Thành rất là yêu thích học tiếng Anh, và Thành mong rằng là bản thân mình sẽ có cái cơ hội được trải nghiệm cũng như là làm việc với những người quốc tế, những bạn bè quốc tế, để có cái môi trường mình phát huy cái khả năng của mình. Và nếu như cái thời gian cho phép và cái điều kiện cho phép thì Thành cũng sẽ cố gắng tham gia một số cuộc thi sắc đẹp, cuộc thi hoa hậu chẳng hạn. Thành đã có cơ hội được hợp tác với công ty Gia Minh Media rất là nhiều lần, và cái nhận xét đầu tiên cũng như cảm nhận của Thành về những cái chương trình mà công ty Gia Minh Media đã tổ chức thì đó chính là rất là chu đáo, rất là cẩn thận và rất là chuyên nghiệp. Thì Thành được cái cơ hội được tham gia Angel Night năm 2018 thì cái cảm nhận của Thành từ thời điểm đó đến bây giờ, đến khi mà Angel Night 2019 sắp diễn ra, thì đó chính là vẫn là cái cảm xúc mình rất là hồi hộp và mình rất là mong đợi. Vì đây là một cái show diễn thời trang rất là đặc biệt đối với các bạn người mẫu. Và ở đây thì các bạn người mẫu sẽ có thể là mình sẽ có một cái phong cách trình diễn cũng như một cái chương trình thời trang hoàn toàn khác biệt so với những cái chương trình khác. Và Thành rất là mong đợi, rất là hồi hộp và mong rằng thật là nhanh đến ngày mà để mình có thể là sải bước trên sân khấu của Angel Night 2019. Và nhân đây thì Thành cũng xin gửi lời chúc đến ban tổ chức, ekip sản xuất của chương trình sẽ có một đêm diễn thời trang Angel Night 2019 thật là thành công và sẽ để lại thật là nhiều cảm xúc cho khán giả.